Tập 1.繁华是这座城市，灯火长明不衰，勇气是这座城市，追梦赤子澎湃，人潮和人海，隐藏张扬与无奈。当你回头看，多感慨。Hạng Đông đẹp trai quá. Bớt mê trai đi. Cô em, uống một chai nào. Cô em, ai là cô em của cậu? Đi chỗ khác chơi đi. Đừng để chị đây mất hứng. Cứng miệng nhỉ. Anh mời em uống một chai là xem trọng em lắm đấy. Không biết điều gì hết. Anh gì ơi, lễ lạc đừng làm mất hứng như vậy. Dở trò lưu manh thì đi chỗ khác mà làm. Hôm nay anh đây biểu diễn cho các em xem thế nào là giở trò lưu manh. Làm gì vậy? Hôn một cái nào. Buông ra. Ra ngoài. Cậu đừng nói gì hết. Đừng nói gì. Ông già nhà anh tuổi con báo à? Sao gặp ai cũng cắn vậy? David, cậu không có lương tâm sao? Ai bảo cậu nửa đêm xong vào nhà tôi? Không phải anh đồng ý với tôi rồi sao? Tôi đồng ý chuyện gì? Đồng ý với cậu chuyện gì? Anh Trang, chúng ta không thể trở mặt kiểu như vậy. Anh đồng ý với tôi chuyện gì? Anh nói đi, anh đồng ý với tôi chuyện gì? Cho dù tôi đồng ý với cậu, cũng phải cho tôi ít thời gian, cho tôi sắp xếp mọi thứ. Chả thèm cho hỏi gì. Đã tới tận cửa, chuyện tốt cũng bị cậu phá hỏng. Tôi cho cậu biết, chuyện này coi như toan rồi. Tôi không biết. Căn nhà này tôi nhất định phải thuê. David, cậu cho rằng đang ở Đức sao? Đây là Bắc Kinh, nhà của tôi. Còn nhất định nữa chứ. Cậu già đầu như vậy mà còn chưa bị đời đập vào mặt sao? Chưa nếm mùi đời đúng không? Chưa nếm mùi đời chứ gì? Tôi cho cậu nếm mùi đời đây. Dừng lại, không được động. Alo. Để đó, tôi đến ngay. Đừng chạy chứ. Nhà tôi có chút việc, tôi phải lập tức quay về một chuyến. Được, cậu bận gì cậu đi đi. Chú đi cẩn thận. Tôi đi đây. Hiểu hiểu, sao tay nhẹ quá đó. Mấy tên lưu manh tào lao đó, phải cho bọn chúng nhớ đời. Không sai, xem ra con phải luyện tập thêm rồi. Được rồi bà cô ơi, còn luyện gì nữa? Sao lại sinh ra một đứa con gái thô lỗ như con chứ? Đúng thật là. Được rồi, về nhà gặp. Nửa đêm không về nhà còn đi đâu vậy? Đừng lo cho con. Được rồi, không trông chừng nổi đâu. Về nhà thôi.
Người lớn không làm gương hư trẻ nhỏ. Có người làm chú như cậu, hiểu hiểu như chúng ta có thể học theo được gì? Trang Chí Tồn, đừng có lấy em ra mà trút giận. Người lớn nhà anh là anh đó, muốn làm gương thì anh làm đi, cũng đâu tới lượt em. Tôi... Đứng lại. Sao vậy? Không có gì. Chị muốn nói mấy câu với cậu. Nói đi. Hôm nay cảm ơn cậu. Chỉ vậy thôi sao? Không có thành ý gì hết. Hôm khác mà cậu uống một chầu. Mình cũng muốn uống rượu. Thôi đi cô. Đến cậu mời rồi. Đương nhiên. Phố quỷ. Tôm hùm đất cay. Đi thôi. Cho ông này, lão gia. Mắt tôi hơi bị cộm. Tại tối qua ông không ngủ ngon đấy. Ồn ào ầm ý như vậy, ồn ào đến nửa đêm ngủ ngon được chắc. Nhiều năm như vậy rồi mà ông vẫn chưa quen. Một năm cũng phải ồn ba mùa. Không dễ gì mới tới mùa đông. Có thể dừng lại được không? Tối qua ồn ào chưa từng có. Đi đâu vậy? Anh có chút việc. Phượng Nhi, chút nữa em đi làm. Nói với Vu Béo, quá không nghĩa khí rồi. Cậu ấy sao lại chọc giận anh? Tối qua tới chỗ các em ăn cơm với mấy anh em, cậu ấy chỉ giảm giá cho anh mỗi 20%, làm anh không còn mặt mũi nào. Quán ăn của bọn em làm ăn tốt, giữ chỗ giảm giá cho anh đã là nể mặt lắm rồi. Nếu không phải em làm quán cơm ở đó, anh cũng chẳng thèm đến đó ăn cơm. Từ nhóc béo đó, anh giúp nó bao nhiêu chuyện. Bây giờ làm ông chủ rồi, chuyện này chuyện nọ, không còn giảm giá cho anh được 50%, cũng phải 40 chứ. Được rồi, em biết rồi. Anh đừng có được hời còn ra rẻ. Mấy ngày nay quán ăn làm ăn được, em phải qua đó luôn đây. Bớt cho Vu Béo lại nhảy em. Cậu ta dám à? Sợ quá đó. Được được, không dám đâu. Anh chạy xe cẩn thận đấy. Biết rồi. Anh Ngư, chào buổi sáng. Anh ba,
Ăn chưa? Ăn mấy cái bánh bao, một bát gan xào, một bát lẩu chữ, còn thêm một bát đậu hũ non dưỡng bụng của hiệu Diêu Ký. Sáng sớm anh ăn nhiều như vậy không sợ no căng bụng à? Một ngày bắt đầu từ buổi sáng, ăn sáng không hoành tráng, cả ngày không tinh thần. Cậu Sáu, chuyển xe cậu ra một chút cho tôi. Anh Ba, tôi chuyển ngay cho anh đây. Nhìn các anh kìa, đám sinh lô này không chịu ra đường lớn đậu, chui vô hẻm chi không biết nữa. Anh Ba, chúng tôi không phải xe kéo trong hẻm sao? Không đậu xe trong hẻm thì đi đâu kiếm cơm? Anh Ba thấy chưa, khách Tây cũng đến đây. Đám khách Tây này gu cũng lạ. Con hẻm quèn này có gì mà xem chứ? Cậu nói xem anh Ba đánh vô lăng mấy vòng mới quay đầu ra được. Với kỹ thuật của anh ấy cũng phải tầm 4-5 vòng. 4-5 vòng sao? Hôm qua tôi đếm rồi, đánh cả 7 vòng đấy. Còn suýt nữa đâm hỏng mảnh sơn tường. Vậy sao? Anh Ba, nhìn anh đổ cả mồ hôi luôn kìa. Đừng có kiếm chuyện với tôi. Anh Ba đúng là không biết mệt mà. Anh Ba, chiếc Mercedes này của anh quá cũ rồi, hạ thấp giá trị của anh Ba quá. Đúng vậy. Các anh thì biết cái gì? Cổ này là mệt VW140 đẳng cấp. Lái đồ cổ có biết không? Không biết thì im miệng lại đi. Chậm thôi. Nào anh uống nước đi. Trà ngon, thơm thiệt. Được đó, cũng biết nhiều quá chứ. Tôi còn biết nhiều lắm. Dù cách nói của người Bắc Kinh các anh mà nói, hương vị này ngon chín cống. Cậu nói tiếng Bắc Kinh cũng lưu loát ghê ha David. Mà cậu còn mặt mũi tới nhà của tôi à? Tôi làm gì sai? Tối qua không phải anh nói muốn đập tôi sao? Hôm nay tôi tới tận nhà xem anh đập tôi ra làm sao. Không bàn chuyện nữa sao? Nhao nhao lên được cái gì? Nói chuyện cho đàng hoàng đi. Anh Trang Chí Bưng, vừa rồi tôi đùa với anh thôi, tôi cũng đùa với cậu. Hôm nay tôi đến nhà là muốn giải quyết chuyện đó với anh. Căn nhà của anh tôi thật sự muốn thuê. Tôi có chuyện này không hiểu. Cậu, tại sao cứ phải thuê nhà ở khu này? Khách sạn 5 sao không phải tốt hơn sao? Là như vậy. Lần này không phải tôi vẫn luôn quẩn quanh ở thập sát hải chụp hình sao? Tôi thích chỗ này, thích con hẻm nơi đây, thích tứ hợp viện. Chỗ này gần gũi, tuyệt hơn nhiều so với khách sạn tôi ở. Giả lại tôi đoán, nếu như tôi có thể ở chỗ này thì sẽ có cảm giác rất tuyệt vời. Giả lại đối với chuyên đề về văn hóa tôi đang làm ở Bắc Kinh, điều mà tôi càng thích hơn là thập sát hải. Mùa hè có thể chèo thuyền, mùa đông có thể trượt băng. Đúng, và lại xung quanh có rất nhiều dương phủ và hoa viên kiểu cổ đại. Đây còn là nơi hoạt động thương nghiệp của Bắc Kinh xưa. Anh xem, ở đây còn có hẻm Nam La Cổ, đúng không? Phố Yến Đại Tà, Tháp Chuông, đúng không? Đều ở đây hết. Nhưng đặc biệt nhất, ở đây có đủ thể loại quán bar đa dạng phong phú, là kiểu hội tụ văn hóa Đông Tây. Ở những chỗ khác trong thành phố Bắc Kinh không tìm được đâu. Đúng là thú vị. Cũng liên nào, vào trong rồi nói. Hai anh đây, được thôi. Tuyết, Phượng Nhi, nào, chúng ta vào trong đi. Tìm tôi có việc gì, ông chủ?
Xong việc cô đến gặp tôi. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Có chuyện gì bây giờ nói luôn đi. Đang bận như vậy mà. Chuyện này trong chốc lát cũng không nói rõ được. Chút nữa chúng ta từ từ nói sau. Dạ được. Ông chủ, tôi đi cái nha. Đến đây, đến đây. Được. Thấy cậu yêu thích Bắc Kinh như vậy. Việc này tôi giúp. Cậu nói đi, ngoài trừ căn nhà đó của chúng tôi, cậu còn muốn kiểu gì? Kiểu Trung, kiểu Tây, giá rẻ này, to này, bên cạnh hồ nước không phải được rồi sao? Nhà gì tôi cũng không cần, chỉ cần căn nhà của các anh. Tại sao cậu cứ nhất định phải chọn căn nhà của chúng tôi? Tất nhiên tôi có lý do của mình, anh đừng có hỏi nữa. Cậu thuê nhà của chúng tôi, cậu không cho tôi hỏi, dựa vào đâu? Nếu tôi sẽ nói căn nhà của anh có phong thủy tốt, được không? Cậu còn hiểu về phong thủy sao? Ba, để con xem ba sửa soạn thế nào rồi. Khó coi quá. Không phải chứ. Dù gì ba cũng đi xem mắt. Chuyện quan trọng như vậy sao lại ăn mặc như đi hát ca kịch vậy? Nhìn còn hơi ngơ nữa. Cái con bé này nói chuyện với ba như vậy. Ba còn chưa hỏi con. Cả đêm qua không về nhà. Chạy đi đâu vậy hả? Con đi ăn tôm hùm đất cay với Gia Linh và Mỹ Nguyệt. Bà cô của tôi ơi, ba đứa các con ăn hàng không có điểm dừng à? Ban ngày cũng ăn, tối cũng ăn, không sợ bội thực chết sao? Ba đứa tụi con là nhóm ăn hàng mà. Ăn chính là chuyện quan trọng của ba đứa con. Ăn cũng không thể ăn cả đêm như vậy. Ăn xong đến chỗ mẹ con có đúng không? Ba đoán đúng thật đó. Đúng là con chạy tới chỗ của mẹ. Ngày nào con cũng chạy tới chỗ mẹ con. Con quên có người ba ruột như ba sao? Ba cảnh cáo con. Con dám ăn cơm già, giác tù già hàng tổng thử đi. Không có. Ba yên tâm đi, con mãi mãi là áo bông nhỏ thân yêu của ba. Ba là ba ruột của con. Ba con mình thân thiết ruột thịt mà. Chỉ biết dẻo miệng thôi. Phong độ rồi. Không được đâu, nhanh cởi ra đi. Cởi ra thì ba mặc gì? Trong nhà chỉ có mỗi bộ này, nhìn nghiêm túc. Con chuẩn bị hết cho ba rồi. Ba thử xem. Thiệt sao? Ông chủ, anh tìm tôi. Chí Bân nhà chị là anh ba của tôi. Cái lý mà nói tôi phải gọi chị là chị dâu. Đừng cứ gọi ông chủ mãi, nghe xa cách. Được cái sáu, có gì anh cứ nói thẳng đi. Tôi không muốn kinh doanh túy bát tiên nữa. Túy bát tiên đang làm ăn tốt như vậy, tại sao không làm? Tôi cũng biết là ở đây làm ăn được. Tôi cũng tiếc lắm. Nhưng nếu túy bát tiên kiếm tiền thêm cũng không đến lượt tôi. Anh muốn bán lại túy bát tiên à? Không bán cũng không được. Quý khách số 30, đến đây. Làm ăn vẫn luôn như thế này à? Buổi trưa và buổi tối đều phải dọn lại bàn mấy lần. Bây giờ đang mùa thư khách, mùa khách đâu còn hơn như vậy. Không sai, ngày nào cũng là Phượng Nhi mà chết đi sống lại. Giờ đến nhà mềm nhũn như con bún. Ba không hiểu, mối làm ăn đang tốt như vậy, tại sao dù béo lại muốn bán đi? Cái gì vậy chứ? Anh đi xem. Đừng, anh đừng đi. Cứ dăm ba bữa lại đến một lần. Ở đây bọn em quen cả rồi, không xảy ra chuyện gì lớn đâu. Có chuyện gì vậy? Dù béo nghị cờ bạc, bây giờ nợ một khoản tiền lớn. Nếu không chủ nợ có tìm tận cửa vậy không? Vậy nên bây giờ anh ta không buôn bán tiếp được nữa, muốn bán lại quán cho chúng ta. Ba,
Đây là miếng bánh từ trên trời rơi xuống, rơi thẳng lên đầu chúng ta. Có ngu mới không lấy đó. Về rồi nói. Về đi, xem thử anh đừng có lo chuyện bao đồng. Có gì đáng xem đâu. Anh em của anh đó. Được, chúng ta xin mời người đẹp giấu mặt tiếp theo lên sân khấu. Được. Xin chào. Mời chị tự giới thiệu bản thân. Chào mọi người, tôi là nữ khách mời số 4, năm nay 46 tuổi. Vừa rồi chị nói đến người chồng. Vậy tôi xin hỏi chị, nếu lựa chọn người yêu lý tưởng, chị có hình tượng như thế nào? Tuổi tác tầm khoảng 50. Tôi không mong anh ấy quá đẹp trai hay là cao to uy phong, nhiều tài hoa. Tôi chỉ mong anh ấy là một người bình thường. Tốt nhất là từng trải trong chuyện tình cảm. Đợi một chút. Từng trải trong chuyện tình cảm, tôi có thể hiểu rằng tốt nhất là ly dị không? Tôi không thấy rằng người từng ly hôn có gì không tốt. Tôi cho rằng đàn ông từng ly hôn có thể càng hiểu được tình cảm, càng quý trọng phụ nữ. Là như vậy à? Vậy chị đối với sự nghiệp và thu nhập của người yêu có yêu cầu gì không? Tôi không có yêu cầu gì. Bởi vì thu nhập của tôi rất tốt. Tôi chỉ hy vọng anh ấy có công việc ổn định. Tốt nhất là làm công việc về bảo vệ môi trường, cán bộ nhà nước. Vấn đề này nói vô cùng cụ thể rồi. Giả lại còn rất đặc biệt. Tại sao lại là nhà nước vậy? Tôi nghĩ đàn ông ở độ tuổi này, nếu là cán bộ nhà nước, nhất định là kiểu người chăm chỉ chịu khó, thực tế. Người phụ nữ này không phải là chuẩn bị cho anh đây sao? Ly dị, còn làm việc trong tổ chức công ích xã hội, đúng là nhà nước. Điều kiện cô gái này đúng là cực kỳ phù hợp với con của nhà mình đó. Sừng rộng chim loại nào cũng có. Dân, khách mời nữ đã giới thiệu xong. Tiếp theo xin mời khách mời nam đưa ra lựa chọn của các anh. Chỉ còn đèn khách mời số 2, để lại đèn. Tiếp theo, cùng bước vào dòng tiếp theo. Xin mời khách mời nam đặt câu hỏi. Khách mời nữ, tôi thấy trong hồ sơ của cô có viết, cô viết là ly hôn. Tôi cũng từng ly hôn. Đã là tuổi xế chiều sầu một mình, lại gặp phải mưa gió, sự cô độc không điểm tựa, và cảm giác trống rỗng không để người khác biết. Những điều cô nói tôi có thể cảm nhận sâu sắc. Bận rộn bên ngoài cả một ngày, khi về đến nhà đêm khuya yên tĩnh, một thân một mình nằm ở đó, bên cạnh đến người nói chuyện cũng không có. Cảm giác như vậy chỉ có những người đã từng trải trong tình cảm như chúng ta mới cảm thụ được đến cùng. Xin đợi một chút, tôi xin chen vào một câu. Hai người xem như chúng tôi không tồn tại rồi sao? Chị à, em thấy chị sắp có mẹ kế rồi. Thôi đi, ai tìm mẹ kế? Em mới tìm ấy. Cô gái này không tồi, không tầm thường, phóng khoáng, hiểu lễ nghĩa, có văn hóa, còn thấu hiểu lòng người. Lão đại mà cưới được cô ấy thì tốt quá. Tốt gì mà tốt? Lão đại mà tái hôn với Huệ Tâm mới gọi là tốt. Không sai. Tạm ngừng nào. Đã rất dễ thấy được, bây giờ chỉ còn nam khách mời số 2 còn sáng đèn. Vậy thì chúng ta tiến hành phần tiếp theo của chương trình. Mời khách mời nam lên sân khấu. Hay. Hay quá. Tháo mặt nạ. 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 Thank you.
Đúng là trai tài gái sắc. Chúng ta cùng vỗ tay thật lớn, tiễn hai vị khách mời rời khỏi sân khấu được không nào? Ghép đôi thành công. Em làm gì vậy? Anh à. Nói trước đi, cái trò gì vậy? Mất mặt quá. Quan nghiệt thật. Hiểu hiểu, mẹ con cố ý chơi ba con sao? Hiểu hiểu, ba mẹ con mất mặt tới tận trên mạng luôn rồi, con còn vui vẻ được sao? Đúng là không biết lo nghĩ gì. Toan rồi, chú con lần này xấu mặt cả phố rồi, cả đời đừng mơ tìm được vợ nữa. Em đã đúng lắm, khỏi tìm, trừ mẹ ra, không được tìm ai hết. Câu này ông đồng ý. Hiểu hiểu, trò này là do con làm đúng không? Nhưng mà con cũng không ngờ hai người họ phá nát hết rồi. Nhưng mà băng đông ba tấc không phải do trời lạnh trong một ngày. Muốn cho hai người họ làm lành cần cả một công trình. Một công trình cực kỳ lớn đấy. Em tránh ra cho tôi, em cứ không tránh đấy. Trần Huệ Tâm, anh nói cho em biết, chúng ta ly hôn 6 năm rồi, 5 năm 3 tháng, đừng có nói thêm. Em nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu. Anh chỉ muốn nói cho em biết, anh không muốn có bất cứ quan hệ nào với em hết, được chưa? Anh tưởng em muốn có quan hệ với anh chắc. Nếu không phải anh là ba của Hiểu Hiểu, em cũng lười để ý tới anh. Được rồi, đừng có lôi Hiểu Hiểu ra nói mãi. Hiểu Hiểu trưởng thành rồi, tự lập rồi, không cần chúng ta. Đúng, con lớn rồi, nhưng mà con hiểu chuyện hơn anh nhiều. Chuyện hôm nay nếu không phải Hiểu Hiểu nói em tới, em còn lâu mới chịu đứng đây tự làm xấu mặt. Hiểu Hiểu bảo em tham gia à? Tới giờ anh vẫn chưa nhìn ra sao? Đợi đã, để anh nghĩ một cái đã. Nghĩ cho cẩn thận đi. Có tinh thần. Mà đó còn nghe, mặc bộ này nhìn trẻ hơn, tay hơn so với thắt cà vạt. Bộ quần áo này chắc đắt lắm. Chủ đề ba khỏi lo, coi như con gái tặng cho ba. Cô gái ruột của ba không chỉ có cái miệng biết ăn nói mà còn là hành động thực tế. Nào, áo bông nhỏ để ba ôm một cái nào. Ôm ôm nào. Được rồi, ông chú già xến xúa, đừng có giở trò xến xúa. Nếu như phân tích như vậy thì hai mẹ con em đã thông đồng từ trước. Vậy phân tích tiếp theo thì bộ đồ này đắt lắm đó. Nào, cởi hết ra đi. Nếu anh không sợ chết cống thì cứ cởi hết ra. Còn quần với giày nữa, cởi ra luôn đi. Không cởi. Anh đâu có ngu. Trời lạnh cống mà còn phải cởi quần áo. Ba, đừng có gọi ba. Cái chuyện tào lao của mấy đứa, tự làm loạn cũng thôi đi, còn làm loạn lên cả buổi phát sóng trực tiếp. Cái mặt già này của ba bị cậu làm cho mất mặt sạch sẽ. Ba, bây giờ ba là người nổi tiếng rồi. Đoạn clip của ba với mẹ lượt kích vào tận mấy trăm ngàn luôn đó. Ba có fan rồi, hay là lập tài khoản Weibo cho ba cũng được, rồi thành lập fan club, lấy tên tồn tại, lại thêm bài hát của Uông Đông. Con được đó, toàn là từ con ra, còn chê ba chưa đủ mất mặt sao? Chuyện này sao mất mặt được? Hơn nữa, đoạn clip của ba với mẹ con, đoạn tỏ tình siêu cảm động, tấm gương yêu đương của nam nữ trung niên, có đúng không? Sao ba nghĩ ra được mấy câu đó vậy? Nhiều người nghe xong muốn khóc luôn đó. Còn tay tém lại đi, đừng có làm ba thêm bực mình. Ba mà biết mẹ con thì đã chẳng nói như vậy. Thôi đi ba, mẹ con thực sự hối hận rồi. Nhưng như ba nói, trong lòng ba không hề có mẹ con. Đúng là nói dối. Hiểu hiểu nói không sai điểm nào. Lão đại, con đừng có gượng nữa. Tâm tư nhỏ nhặt đó của con ai không nhìn ra? Con đó, xuống nước đi. Nhanh chóng tái hôn với Huệ Tâm là được rồi. Không sai. Được rồi. Ba, ba đừng có khuyên nữa. Chuyện này ai khuyên cũng vậy thôi.
Con là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Trần Huệ Tâm, nếu con còn dây dưa với cô ấy, trừ phi con bị điên. Ủa bà nói gì vậy? Gì mà điên chứ? Vậy thì làm sao? Mẹ độc thân, ba độc thân, sao lại không thể ở bên nhau? Được rồi, im miệng cho ba. Đừng có tự ý chen vào chuyện của ba với mẹ. Người lớn hai người sao lại như vậy? Chán chết được. Con đi đây. Đi đâu vậy? Con đi giải thích với con bé. Ba xem con bé này nôn nóng rồi. Đã giải thích hơn 10 năm rồi, có ích gì không? Nghỉ ngơi đi. Con ngồi xuống đó. Ngồi xuống. Hôm nay chúng ta mở cuộc họp gia đình, có chuyện quan trọng bà phải thương lượng với mọi người. Chuyện gì vậy? Sao nghiêm túc vậy? Chuyện tốt vô cùng. Chuyện tốt gì? Con gái, ba con quay về có phản ứng gì không? Con có thể sao nữa, tức điên cả người. Nó còn ăn cây táo rào cây sung, liên hợp với mẹ lừa gạt ba. Đương nhiên rồi, con là con gái của mẹ. Con không nghe mẹ thì nghe ai đây? Đúng thiệt là. Người nhà đã xem hết chưa? Có thể không xem sao? Vậy họ xem xong có phản ứng gì? Mẹ yên tâm đi. Ông bà con, bao gồm cả chú ba, thím ba con đều đứng về phía của mẹ. Hơn nữa ông con còn nói mẹ nên tái hôn với ba từ sớm. Vẫn là ông bà con thương mẹ nhất. Với câu nói của hai ông bà, ngày mai mẹ sẽ đi thăm họ. Đương nhiên phải như vậy. Rèn sắt lúc còn nóng, lần này nhất định phải tóm gọn. Ba con, tóm gọn. Mua lại túi Bắc Tiên à? Đúng là chuyện cực kỳ tốt. Con thường tới túi Bắc Tiên ăn. Đầu bếp Dương nấu ăn không tồi, hương vị nguyên gốc. Quan trọng nhất, mọi chuyện trong ngoài của túi Bắc Tiên đều do một mình Phượng Nhi lo liệu. Dù bé như một tên bùn dình, bày ra cho có, ném hết cho quản lý không quan tâm gì. Chúng ta mua lại túi Bắc Tiên thì đúng là chỉ đổi người đếm tiền mà thôi. Còn nữa, còn một tháng nữa là đến Tết rồi. Người đặt cơm tất niên chắc chắn rất nhiều. Đến lúc đó chúng ta lại kiếm thêm một chút. Đúng đúng đúng, Phượng Nhi nói đúng. Chuyện tiếp quản túi Bắc Tiên không cần thương lượng. Con đồng ý 100%. Con chắc chắn đồng ý. Thì con càng không ý kiến. Mẹ không đồng ý. Mẹ, chuyện tốt như vậy sao mẹ không đồng ý? Ba con vất vả một đời, giờ đã 75 tuổi rồi. Mấy đứa làm con là nhẫn tâm như vậy, không sợ ông ấy làm quá sức? Mẹ, ba con không mệt được đâu. Con nói với mẹ rồi, mọi thứ ở túi Bắc Tiên đều có sẵn. Không cần ba con lo lắng gì hết. Ba con là người thế nào con không biết sao? Không lo lắng mà được à? Trang Di Thiên, bây giờ ông nói rõ ràng với tôi đi. Tiếp nhận túi Bác Tiên là vì kiếm tiền cho các con, ông sẽ không nhúng tay gì hết, thì tôi sẽ đồng ý. Vì cuộc họp hôm nay đến đây thôi. Giờ nghỉ ngơi đi, ba cũng mệt rồi. Có chuyện gì ngày mai rồi nói. Di Thiên, chúng ta vất vả cả đời rồi, nghỉ ngơi đi không được sao? Tôi cũng muốn nghỉ ngơi. Nhưng mà tôi thường nằm mơ thấy, mơ thấy ông tôi, ba tôi chỉ thẳng vào mặt của tôi mà hỏi: sao đây, chẳng lẽ nghề nấu ăn tổ truyền của nhà họ Trang chúng ta tới lượt con thì hoàn toàn thất truyền sao? Tôi là không cam tâm. Mở quán ăn, tôi không gì để kiếm tiền. Nhưng lúc tôi còn được vài năm, tôi muốn truyền lại nghề nấu ăn của tôi. Truyền lại sao? Ông truyền cho ai? Ông xem trọng Chí Bưng từ lúc nó còn nhỏ. Nó là nó có năng khiếu nấu ăn, ép nó theo ông học. Rồi tới cấp 3, ông cũng đăng ký học nghề đầu bếp cho nó. Nhưng sau đó thì sao? Thằng bé trốn học, chạy tới chợ đêm bán hàng. Vì chuyện này, hai cha con ông ầm ĩ mấy lần, đòi đoạn tuyệt quan hệ. Quá ra tới tận bây giờ thì sao chứ? Tới bây giờ,
Ông vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Bà nói quá đúng luôn. Tôi thực sự là chưa bỏ cuộc. Lần này không như vậy nữa. Quán ăn này là của vợ nó. Nó không vì tôi, vì bà, thì cũng phải giúp đỡ vợ nó một tay chứ. Chỉ cần nhét nó vô thì tôi có thể cho nó đứng bếp. Nếu ông thực sự có cách để thằng ba cầm muôi lên thì quán ăn này tôi để cho ông làm. Bà cứ chờ đó mà xem đi. Con xem chuyện lên chương trình, mẹ giận cực kỳ. Có ai với ba con không? Ngay trước mặt nhiều người như vậy, nói gì có chết cũng không chọn mẹ. Con nói xem có ai nói chuyện với ông ấy không? Mẹ chịu nổi chắc. Mẹ cũng là người cần mặt mũi mà. Đúng thật là. Vậy mẹ nói xem, ba con đã như vậy rồi, mẹ còn nhất định đòi tái hôn cái gì? Mẹ cũng chỉ vì con thôi. Nếu ba con tìm được mẹ kế, con chịu nổi không? Bớt đem con ra nói đi. Vậy mẹ tìm ba dưỡng cho con thấy được không? Mẹ cũng đâu phải chưa từng tìm. Hiểu hiểu, mẹ muốn nói lời thật lòng với con. Con xem bây giờ mẹ từng tuổi này rồi, từng gặp nhiều người, người có tiền, có tiếng, đẹp trai, các kiểu, đều vô dụng cả thôi. Thật đó, chỉ có người như ba của con, thành thật, ngoại hình không ra sao, nhưng lại thành thật. Mẹ biết rõ gốc gác, mẹ cảm thấy mẹ chỉ có thể nói lời thật lòng với ba con. Thật đó, mẹ chỉ có thể nói với mỗi ông ấy. Mẹ nghĩ kỹ rồi, mẹ phải tìm một nửa của mình. Mà một nửa này chỉ có ba con là thích hợp nhất. Mẹ, con thực sự không muốn làm mẹ mất hứng. Nhưng ba con đã tuyệt tình như vậy rồi, chuyện này còn khả năng hay không? Đây gọi là đã từng trải qua chẳng thiết gì người khác. Anh cả, anh cũng đến rồi. Chuyện này cũng lớn thật đó. Ông Chu Du, đừng. Anh cả, đừng gọi tôi là ông Chu Du. Anh nhìn tôi trưởng thành từ nhỏ, cứ gọi tôi là Du Béo đi. Anh à, anh em chúng ta thôi, đừng khách sáo. Hôm nay bàn chuyện nghiêm túc, làm theo quy tắc đi. Được, được, được. Ông Chu Du, tôi muốn hỏi cậu, túi bắt tiền của cậu, giấy phép kinh doanh thực phẩm, giấy phép an toàn thực phẩm, đánh giá tác động môi trường, phê duyệt phòng cháy chữa cháy, giấy đăng ký nghĩa vụ thuế đã đủ hết chưa? Anh cả, anh hiểu rõ thật đấy. Tôi làm nghề gì chứ? Đủ, đủ hết. Đợt trước là kiểm tra thường niên do Phượng Nhi làm, cô ấy hiểu rõ nhất. Anh cả, tất cả thủ tục của túi bắt tiền toàn bộ đầy đủ. Còn nữa, ông chủ Du, tôi còn biết người đứng tên túy bát tiên không phải cậu, là thuê qua tay một người họ Trác. Hợp đồng cho thuê ở đâu vậy? Anh cả, đây là hợp đồng tôi vừa ký với nhà họ Trác. Xem thử nào. Như giao cả. Mỗi tháng 75.000 tệ cộng 2 trả 1, mỗi năm tăng 5%. Thời gian ký tổng cộng là 10 năm. Tôi làm 3 năm, vẫn còn 7 năm. Anh cả, anh ba, Phượng Nhi, tiền thuê này của tôi mọi người tìm khắp thập sát hải cũng không ai rẻ được như vậy. Tôi nói với anh thế này, nếu như anh thuê chỗ này thì hơi to đấy. Vậy tôi còn một vài câu hỏi cần hỏi, anh cứ hỏi. Thứ nhất, tình hình kinh doanh hiện tại của Túy Bát Tuyên và tại sao gọi lại chuyển nhượng Túy Bát Tuyên lại. Còn nữa, anh đừng nói những thứ vô ích này. Béo, nói thẳng luôn đi, đừng giấu giếm nữa. Định bán túi bát hiên bao nhiêu tiền? Ba, mẹ, con đến thăm ba mẹ. Ba mẹ vẫn khỏe chứ? Vẫn khỏe. Đây là 8 món ăn của thôn Đạo Hương. Mẹ, là món mẹ thích nhất đấy. Con có lòng rồi. Cũng nhiều ngày không gặp.
nhìn con cũng ốm đi. Dạo này sống có tốt không? Mẹ à, không tốt lắm. Mẹ, đừng khóc mà. Ba, mẹ, bọn con về rồi. Chị dâu đến à, chị dâu. Gọi bậy bạ gì vậy? Anh cản được em chắc em thích như vậy. Trường Quyền Tâm, sao em lại tới đây? Mặt nạ của em đâu? Đeo vào chọc tức anh tiếp đi. Con đó, em tới thăm ba mẹ, liên quan gì tới anh chứ? Chuồn đến chút tết gà. Sao đây? Khóc lóc gì nữa? Em đang nói xấu anh với mẹ à? Ai nói xấu anh? Hôm nay em tới nói với ba mẹ chuyện muốn tái hôn với anh thôi. Ba, mẹ, không có chuyện này đâu. Không được à? Tuyệt đối không được. Chuyện tái hôn, đừng nghĩ nữa. Anh vừa thoát khỏi bể khổ, xin em đó, coi như em rủ lòng thương người. Đừng để anh chịu khổ với em nữa, được không? Tại sao vậy? Em khiến anh chịu khổ gì chứ, Trang Chí Tồn? Khiến anh chịu khổ gì à? Cả nhà chúng ta đều đang ở đây. Năm đó em nổi đi lên, không phải cắn thì cấu thì đá. May cho anh từng làm lính. Nếu là người bình thường, đã bị em giết từ sớm rồi. Anh, em nói thật, đó là đáng đời anh. Ai bảo anh chọc vào chị dâu chứ? Cậu ba, em đừng có thêm loạn được không? Đang nói chuyện nghiêm túc. Em nói thật mà, hồi trước anh ly hôn với chị dâu là không đúng. Anh dựa vào đâu mà sáng tới tối đừng nghi ngờ chị ấy cấm sừng anh? Cái gì mà anh nghi ngờ? Em hỏi thử xem với có từng làm chuyện đó hay không?